Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là motor quạt gió giảm lạnh 2 đầu của xe Hyundai Chago 15 tấn 24 tấn. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dongyi của Hàn Quốc anh em nhé. Đây, nó có trực thuộc tại nhà máy Busan Electric, chuyên sản xuất về các cái loại linh phụ kiện đồ điện tử cho phụ tùng ô tô tại Hàn Quốc. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em để ý là cái bộ motor này hôm nay em gửi là nó chưa có bao gồm cánh nha anh em nhé. Thường thì là nó chỉ hỏng motor thôi, còn cánh thì nó không có hỏng. Cái quạt của con Chago này nó sẽ có hai loại, một loại nó sẽ dùng loại hai đầu như thế này và một loại nó sẽ dùng loại thân liền motor luôn. Đây chính là cái đầu trục gài để chúng ta đưa cánh vào đây. Phần bên trong của quạt thì nó sẽ bao gồm các cái sợi dây đồng và các cái ắc, các cái cục lâm châm được điều chỉnh quanh sợi dây đồng giúp cho tạo thành một cái motor để quạt gió hoạt động khi mà chúng ta bật điều hòa. Cái nguồn điện của dòng này vào thì nó sẽ là 24V. Đây chính là cái giắc điện của sản phẩm mà anh em nhìn thấy nhé. Đây chính là giắc điện này. Đó. Và đây, khi mà chúng ta muốn bảo dưỡng hoặc là kiểm tra sản phẩm thì chúng ta có thể tháo những con ốc ở đầu những motor này ra, nhấc cái phần này ra là chúng ta có thể tra dầu, tra mỡ đó. Thì cầm trên tay thì nó cũng khá là nặng, chứng tỏ là cái lượng đồng rất là lớn, để anh em có thể yên tâm rằng là cái dòng sản phẩm rất là ok. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là motor quạt gió giảm lạnh của Hyundai Chago 15 tấn 24 tấn. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu, cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.